Chào các bạn, trong clip này tôi nói về số xe cộng là số xấu nhân cái vụ tai nạn của một nam thanh niên ngày hôm qua. Qua cái ví dụ thực tế này thì các bạn sẽ thấy là mỗi thứ ở trong cuộc sống chúng ta cẩn thận, mỗi thứ cẩn thận một tí. Tất nhiên là một phần, nếu các bạn xem clip thì sẽ thấy là người ta đi rất ẩu, tức là cái con đường thì rất bé mà tốc độ phóng rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là tất nhiên, chẳng hạn như là cái xe là quá hạn là đăng kiểm 5 tháng. Tôi cũng chưa hiểu tại sao cái xe quá hạn đăng kiểm lâu như thế mà vẫn đi được trên đường, vì thường quá hạn một vài ngày khi đi đường công an đã nhìn thấy rồi, đúng không? Thì thôi, đấy là cũng là cái câu chuyện để các bạn thấy là mỗi thứ xấu nó tăng cái độ tương tác vào thì làm cho lá số cũng như những cái chuyện rủi ro nó đến. Đầu tiên thì chúng ta phân tích cái số xe đã, và sau đấy thì chúng ta sẽ vào nói về cái lá số của những người chết vì tai nạn giao thông. Số xe thì ở trên mạng cũng có nói rồi, mùng 4 tháng 10 có vụ tai nạn do biển ô tô Kia 98A20633. Thì ở đây tôi cũng có cái phần mềm Excel rồi, tôi gõ vào luôn thôi, 20633. Gõ vào đây thì nó ra được địa Thủy Sư các bạn nhé. Địa Thủy Sư rất là xấu. Khỏe sư, nếu mà ai học kinh dịch thì sẽ biết là bên ngoài thì sư có nghĩa là lãnh đạo, nhưng mà bên trong, trong quẻ sư nó là thể hiện một sự mâu thuẫn cực kỳ lớn, nên là địa Thủy Sư là rất là xấu các bạn nhé. Biển số xe đã xấu rồi này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái lá số của những người dễ bị tai nạn. Thực ra lá số của những người bị tai nạn thì có nhiều. Ở trong trường hợp này tôi liệt kê ra 5 cái ví dụ cụ thể. Thứ nhất là cái đối xung. Cái đối xung này các bạn không nên nhầm với tứ hành xung nhé. Tôi có một cái clip về tứ hành xung rồi. Cái đối xung ở đây là dần thân, tị hợi này, tí ngọ hay là mão dậu, thìn tốt hay là sửu mùi. Cái đối xung này nó có thể là trong bản thân là số, hoặc là khi gặp lưu niên, gặp năm tháng ngày giờ có đối xung thì nó cũng tương tác với cái là số tự trụ của mình, gây ra ảnh hưởng. Thì lát nữa vào cái là số cụ thể của bạn này tôi sẽ nói phân tích dễ hơn. Cái thứ hai là lá số âm nhiều hơn dương. Âm nhiều hơn dương thì lá số này cũng có này. Cái thứ ba là tài thương ấn hội tụ. Và nếu là tài vượng dễ ảnh hưởng đến ấn thương. Thì một lá số mà có cả tài thương ấn, có ba cái điều kiện này thì cũng dễ có tai nạn. Và trường hợp thứ tư là quan sát khắc thân. Quan sát khắc thân thì nguy hiểm nhất là giáp ất mộc khắc mẫu khỉ thổ này, canh tân kim khắc giáp ất mộc và bình đinh hỏa khắc canh tân kim. Thì cái trường hợp thứ tư này thì lá số không có. Cái trường hợp thứ năm là thương vượng ấn nhiều mà thân yếu thì càng dễ chết. Thì thương vượng ấn nhiều thì cái lá số này có, nhưng rất hay là thực ra là có khoảng 8 cái trường hợp dễ gây tai nạn, nhưng mà ở đây tôi liệt kê 5 trường hợp vì nó đã gặp trong cái lá số này rồi. Đầu tiên là cái chi tiết lá số có nhiều âm nhiều hơn dương, thì các bạn nhìn trong cái lá số ở đây theo cái con trỏ thì các bạn sẽ thấy là lá số này hầu như là toàn âm, đúng không? Tàng ẩn hầu như tất cả đều là âm, dương rất là ít. Tài thương ấn hội tụ thì trường hợp thứ hai, tài thương ấn thì ở trong này đều có, các bạn nhìn thấy thương này, có kiêu này, có tài này, đều có hết, có đầy đủ. Quan sát khắc thân thì trong này cũng có các bạn nhé. Đây là quan sát đều có này, và nó đều khắc cho cái thân này. Đấy, tức là lá số này có rất nhiều thông tin và của cái người bị tai nạn xe. Hay thương vượng ấn nhiều thì trong này các bạn thấy có thương ấn rất nhiều. Bản thân trong lá số là cũng như vậy. Ngoài ra có một cái chi tiết rất đặc biệt về cái ngày giờ mất thì cũng là đều là ngày giờ đối xung.
trong là số không có đối xung, nhưng mà như đã nói với các bạn là gặp năm tháng ngày giờ nó có đối xung thì cũng ảnh hưởng. Nên là ở đây là cái ngày giờ tai nạn, các bạn sẽ thấy có cặp mà đối xung rất là lớn đúng không? Mão Dậu và Sửu Mùi. Đấy là cái hai cặp đối xung rất là lớn. Qua clip này thì tôi giúp các bạn hiểu rõ thêm về những lá số mà dễ bị tai nạn. Lúc đầu thì tôi định làm thêm một cái phần nữa là lá số dễ bị chết sớm. Tuy nhiên là lá số chết sớm và lá số tai nạn nó lại hoàn toàn khác, có nhiều cái khác nhau. Nên là cái phần phân tích về lá số chết sớm thì tôi sẽ làm riêng. Còn đây là trường hợp về lá số dễ bị tai nạn, cũng như là cái biển số xe rất xấu. Thì cái cách hóa giải như nào thì tôi làm riêng một cái khóa học liên quan đến xe. Tất tật những vấn đề liên quan đến xe cộ thì tôi cho vào một cái khóa học để các bạn biết cách. Ví dụ là xe ô tô mà chúng ta bốc phải biển xấu thì chúng ta hóa giải như thế nào. Hoặc là nhỡ mua phải cái xe bị tai nạn thì hóa giải như thế nào. Nhiều người thì bảo là dớp không, nhưng thực ra là chúng ta hoàn toàn có cách hóa giải nếu chúng ta hiểu về âm dương, chúng ta hiểu về khí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.